2016-2017, trường Trung học phổ thông Trịnh Minh Bê bước vào tuổi 40. 40 năm qua kể từ những ngày đầu đào ao, vượt hổ, mái trường từ trong gian khổ đã không ngừng vươn lên, trưởng thành, thay da, đổi thịt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường ngày càng được tăng cường từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn xã hội hóa giáo dục để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cảnh quan sư phạm nhà trường thì ngày một được đổi mới, xanh, sạch, đẹp hơn, tạo niềm vui cho các em học sinh cũng như cán bộ, giáo viên mỗi ngày đến lớp. Bên cạnh công tác dạy và học, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, ngoại khóa luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm nhằm mục đích phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Là một giáo viên làm công tác quản lý, tôi rất tự hào khi được làm việc dưới mái trường mà trước đây tôi đã từng học tập, rèn luyện và phấn đấu. Với tâm niệm, mái trường nơi ta cất bước ra đi, còn trái tim thì luôn luôn trở lại. Tôi nguyện cùng với các thầy, cô giáo, ban giám hiệu nhà trường, cùng tập thể sư phạm nhà trường, xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, phấn đấu đưa mái trường vươn lên để không phụ lòng thế hệ thầy và trò đã dày công vun đắp.